Em xin chào tất cả cô chú anh chị Hoa Lan nha. Hôm nay em tiếp tục lên video chia sẻ cô chú anh chị mình những cái cách lây da có tại vườn nha em. Thì hôm nay em có một cái cây mới về chia sẻ cho anh chị mình ha. Cây này cây đài rất là đẹp luôn. Nó là một cây dòng cách rừng nguyên thủy ha. Đài họ cấy mô làm lại nha anh chị mình. Chứ không có anh chị hỏi sao hàng rừng mà nguyên thủy làm sao ha. Đó là cây rừng nhưng mà sau này được cấy mô làm lại. Ở đây là mặt hoa của nó ha. Cây này là cây Wuchereria ha, Wuchereria màu tím rất là đẹp luôn, lưỡi nè, y như là một cái đuôi cá vậy đó, rất là duyên luôn ha. Cái cây này thường thì ở bên châu Âu người ta sẽ chuộng chơi cái dòng này, rất là đẹp luôn, hoa cực kỳ thơm nha. Thân nó chỉ nhỏ như thế này thôi. Đó, cây này thì anh chị mình hay ghép lũa, hoặc là mình trồng trồng chậu hoặc mình ghép lũa cũng rất là đẹp ha. Nhưng mà ở Việt Nam mình á, mình ghép lũa thì anh chị mình nhớ phủ thêm nó một lớp rêu hoặc là một lớp dớn để giữ ẩm cho cây. Tại vì mình thì nó hơi nắng hạn, nó khô, thời tiết có nắng nóng nhiều á. Đó thì ghép lũa thì anh chị mình phải giữ đủ ẩm cho cây. Đó thân cũ nè, đó nhìn cái thân ú ú rất là đẹp luôn ha, nhỏ xíu nha, như thế này thôi rất là cưng. Thì cây này là cây đài ha, chia sẻ cho anh chị mình giá là 250.000 ha, 250.000 một chậu Wuchereria rất là đẹp luôn. Đó nhìn cái màu cưng thơm lắm nha, cái lưỡi như là cái đuôi cá vậy đó. Cây này anh chị mình hãy chốt cho là Wuchereria hoặc là mã chốt cho là mã M18 nha. M18 ha anh chị mình. Đó rất là đẹp luôn. Đó lưỡi nè. Đó bông rất là thơm ha. Thân cây lùn lùn nhỏ nhỏ như thế này thôi rất là cưng. Cho nên anh chị mình có thể trồng mình làm chậu, mình để bàn làm việc nè. Hoặc là mình ghép lũa rất là cưng luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. 250.000 ha. Cây của Đài Loan nha anh chị mình. Ở đây là giống cách rừng nguyên thủy. Mà hàng Đài Loan cấy mô nữa là giá nó hơi cao. Mà mặt hoa rất đẹp, rất đáng cho anh chị mình chơi sưu tầm hoa cực kỳ thơm luôn. 250.000 chốt cho em là mã M18 ha. Em có ít cây thôi nên anh chị mình sưu tầm chốt liền cho em mã M18 nha anh chị mình. Ở size cây nó thì nó như thế này thôi. Đó, nó nhỏ nhỏ như thế này, size này là size trưởng thành cho hoa rồi ha. Thân nó ngắn lắm. Thân lùn nó ngắn có tí xíu à. Đó, anh chị mình xem là nó ngắn có tí xíu xíu à. Đó, nhìn rất là cưng luôn ha. 250.000 chốt cho em mã M18 nha anh chị. Rồi lên tiếp cho anh chị mình một cái cát hoa to ha, màu vàng rất là đẹp luôn, vàng lưỡi đỏ Amaki nha anh chị mình. Cát Amaki, chốt cho em là mã T23 màu vàng tươi luôn, nguyên cái lưỡi màu đỏ nó sẽ chạy một siêu gân, ở trong lưỡi đỏ là những cái đường gân sọc rất là đẹp luôn ha. Ở lưỡi nguyên cái lưỡi màu đỏ, điểm nhấn ở trong họng lưỡi là chạy đường gân vàng rất là cưng luôn. Rồi cây em đã trồng lại bằng vỏ thông rồi, thuần vườn rất là đẹp luôn ha. Nè rễ đã bám xuống chậu rất là ấm chậu rồi ha. Cây đẹp rồi, về anh chị mình chỉ treo lên mình tưới nước thôi nè, rễ nó bò xuống tới dưới đây rồi nè. Đó cho nên anh chị mình mua về những chậu em đã trồng lại thì về mình chỉ treo lên tưới nước thôi ha. Mình có thể bón phân gốc là mình phân tăng chậm, phân xám hơn ha, hoặc là phân A. Còn mình xịt, nếu vườn mình nhiều thì mình phải xịt, đó mình phải xài phân xịt ha, bón lá hoặc là phân xịt B1 để giữ cho cây. 160.000 một chậu cát Amaki cho em ha. 160.000 cát Amaki hoa to nha, mã chốt cho em là mã T23 nha anh chị mình. T23 đều cây hoa to rất là đẹp luôn, thơm. Chỉ 160.000 thôi, chốt cho em mã T23. Rồi lên cho anh chị một cây mini rất là đẹp luôn ha. Mini mã chốt cho em là mã D7 ha. Cây này thì tên gọi là cây thủy sấu, còn tên khoa học, tên riêng của nó thì em chưa có cập nhật được. Cho nên là mình cứ tạm gọi, cứ gọi theo tên vườn đặt cho nó là cây thủy sấu ha. Vườn là vườn bên Đài họ đặt là thủy sấu. Rồi mã chốt cho em là mã D7 ha, mini hoa chùm, phối giữa màu vàng và màu đỏ, nhìn hoa rất là rực rỡ, rất là đẹp luôn nha anh chị mình, xiên hoa cực kỳ. Cây em đều đã trồng lại vỏ thông rồi, ở chậu là chậu phi 16 cho nên anh chị mình về mình chỉ treo lên tưới nước bón phân và chờ hoa thôi nha. Thì những cái dòng mini này thì cực kỳ xiên hoa, thời gian lên một cái thân mẹ, từ thân mẹ đẻ thân con rất là ngắn cho nên là hoa mà mình lúc nào vườn mình cũng sẽ có hoa ngắm suốt à, rất là đẹp luôn ha. Ở mình phối hai cái màu rất là rực rỡ luôn, ở rễ nè. Chậu này chia sẻ cho anh chị mình giá là 200.000 ha. 200.000 chốt cho em là mã D7 nha anh chị mình. D7 200.000. Ở một cây mini, anh chị nào mà mình thích chơi hoa, ở vườn mình nó mà ít nắng, mình thích có hoa nhiều thì mình chốt cho em dòng mini hoặc là brass. Tại vì mini và brass thì nó rất là dễ. Đó, ít nắng nó vẫn có thể cho hoa đều. Đó, còn hàng cách lớn thì phải có nắng nhiều. Đó, và đủ nắng thì nó mới dễ cho hoa. Ở vườn anh chị mình ít nắng mà mình vẫn muốn có hoa nhiều để chơi thì mình cứ chơi dòng mini hoặc là rác cho em ha. 200.000 chốt cho em mã D7 nha anh chị mình, 200.000 mã D7. Và cây này cũng là nguồn gốc là cát của Đài Loan nha. Cây này là cây nguồn gốc xuất xứ giống là Đài Loan nha anh chị mình. 200.000 chốt cho em mã D7.
Rồi lên cho anh chị mình một cây màu đỏ ha, súp ra xét. Cây này thì cát của Thái Lan ha, cây nào của Đài thì sẽ nói của Đài, còn hàng nào em không nói gì hết là cây của Thái ha. Đa số vườn là cây cát của Thái, hàng Đài sẽ rất là ít, cho nên cây nào hàng Đài Loan em sẽ nói cho anh chị mình nguồn gốc xuất xứ nó là Đài Loan. Này là súp ra xét ha, súp ra xét red, mã chốt trên là mã A5, giá là 150.000 một chậu. 150.000 một chậu ha, size cây là như thế này, là size cây đã trưởng thành rồi, lên thân tiếp theo phải cho hoa bói. Và cái màu của nó là màu đỏ đậm, rất là đẹp luôn chị mình ha, màu đỏ đậm cực kỳ đẹp luôn. Hoa khuôn hoa khá là đầy đặn. Hoa to nha, hoa to và thơm. Ở mặt hoa em để trên màn hình cho anh chị mình xem là rất là đẹp luôn ha. Màu đỏ đậm cực kỳ mê luôn, trồng có nắng màu đỏ lên đậm rất là đẹp luôn, chỉ 150 ngàn thôi. Chốt cho em là mã A5. Mã số lúc này cũng để trên màn hình, cho trên cái mặt hoa mẫu á, nó có mã số và tên cây thì anh chị mình cứ theo dõi trên màn hình hoa mẫu của em để mình ghi lại mã số mình đặt hàng ha. Số điện thoại và Zalo cũng để trên màn hình video thì anh chị mình có liên hệ trực tiếp qua đó để mình đặt hàng ha. 150 ngàn thôi anh chị mình ơi, cái này thì vườn em chỉ còn vài chậu thôi, anh chị mình thích thì nhanh tay chốt liền cho em ha. Cây này là cây em trồng thuần vườn từ cây con lên, cho nên anh chị mình yên tâm thuần khí hậu rồi, cho nên cây sẽ rất là khỏe ha. 150 ngàn chốt cho em là mã A5 nha, mã A5. Vườn em còn có vài cây thôi, hoa lớn nha anh chị mình. Rồi anh chị nào mình thích chơi dòng brass thì chốt liền cho em cây này, nữ hoàng bóng đêm ha. Cây này là cây Nodosa, rất là đẹp luôn, xuyên hoa cực kỳ. Nào anh chị thấy mặt hoa đó, đó vòi hoa, mấy vòi hoa luôn. Bên đây còn đang có nụ nữa nè. Cây này chia sẻ cho anh chị mình giá chỉ có 120 ngàn thôi, 120 ngàn. Cây này xuyên đẻ con, đó, xuyên hoa nữa, phải nói là rất là siêu xuyên luôn, chúng phải là xuyên bình thường đó anh chị mình ơi. Rất là đẹp luôn ha, nữ hoàng bóng đêm là nhìn cái lưỡi nè. Đó. Trong brass thì lưỡi to, cánh hoa và cánh đà sẽ nhỏ, thân lá nó sẽ mảnh khảnh như thế này. Ở nó đẻ con rất là sai luôn. Mà hoa gì thế là thân nào lên cũng đều có hoa hết, cực kỳ xiên và dễ hoa lắm. Để trong mát nó cũng có hoa được nữa. Đó, cho nên chị mình á, vườn mình ít nắng thì mình chơi những cái dòng brass hoặc là mini cho em ha. 120 ngàn mình chốt cho em brass hoa trắng ha. Brass hoa trắng hoặc là tên em để trên màn hình là Nodosa nha anh chị mình, chỉ 120 ngàn thôi. Em còn đúng một chậu duy nhất đang hoa và đang có mà còn một vòi nụ như thế này nè. Ở cây này nó đẻ con lên xiên lắm, dễ hoa lắm. Anh chị nào mình thích chơi hoa thì chốt liền cho em cây này 120 ngàn. Brass Nodosa nha anh chị mình. Rồi lên cho anh chị mình cây này về mình chơi hoa ha. Tại cây này vừa em để nó bị nắng như là lá nó, một số lá già nó hơi vàng, nó hơi ngà vàng. Anh chị mình chơi hoa xong mình cắt tỉa mình treo ở chỗ mát mình trồng lại ha. Thì từ từ thân lá nó sẽ xanh lại và nó lên thân mới đẹp ha. Đó thì cái này sale cho anh chị mình 100 ngàn để chị mình vừa lấy giống chơi vừa có hoa ngắm luôn. Nhà đang có nụ nè. Đó, Blue Ribbon cho em ha. Mã chốt cho em là mã M7 ha. Đó, mặt hoa em sẽ để trên màn hình hoặc mình chốt cho em là Blue Khói ha. Đó, mặt hoa mã số sẽ để trên màn hình cho anh chị mình. Đang có hoa báo trước cho anh chị mình, lá nó hơi ngã vàng do vườn em để phía bên nó nắng. Cho là số lá chân nó hơi ngà vàng nhưng mắt ngủ của nó vẫn còn ok. Đó, chứ không vấn đề gì hết anh chị mình về mình sale cho anh chị mình 100 ngàn để chị mình về mình có nụ là mình chơi hoa liền và mình lấy giống mình cắt tỉa mình trồng lại, mình lấy giống mình chơi ha. 100 ngàn chốt cho em Blue Khói ha, em có đúng một chậu duy nhất. Thì vườn em cũng còn vài chậu hàng lá sai tương tự với cây này, thì anh chị nào mình muốn lấy giống chơi thì mình chốt liền cho em ha, chỉ 100 ngàn thôi. Blue Khói nha anh chị mình, hoa này là hoa xe trung, hoa thơm lắm. Rồi em còn hai chậu này, hai chậu cây này là tên đó là Cherry Sunsi. Em để mặt hoa trên màn hình cho anh chị mình xem ha. Cây này trước vườn em có một chậu lớn nở hoa rất là đẹp luôn. Cánh dày ha, màu tím đậm, cánh dày, cánh sáp dày. Đó, em lục vườn còn đúng hai chậu như thế này. Cây này là cây đài nha anh chị mình, cây đài rất là lâu rồi. Lục vườn còn đúng hai chậu, có một chậu nụ và một chậu hàng lá. Anh chị nào mình nhanh tay mình chốt trước thì em sẽ vườn cho sẽ chia sẻ cho anh chị mình chậu nụ, còn lại sẽ là hàng lá về mình lấy giống mình trồng thì thân tiếp theo sẽ cho nụ ha. Rất là dễ nụ luôn. Chia sẻ cho anh chị mình là 150 ngàn một chậu ha. Còn hai chậu cuối cho nên là bán rẻ, sale rẻ cho anh chị mình luôn. Chứ hồi trước cái này em nhập về bán là tới 250 ngàn một chậu lần đó anh chị. Mà cây nó chỉ khoảng tầm 4 năm thân thôi. Đó thì hôm nay còn vừa còn hai cây sale rẻ cho anh chị mình lấy giống mình chơi. Cái này em không có hàng về luôn nha anh chị mình. Hiện tại là không có hàng giống cây này luôn. Cho nên anh chị có thể nhanh tay chốt liền cho em. Cherry Sunsi ha, mình chụp hình mẫu hoa mình gửi qua Zalo cho em. Hoặc là mình ghi lại cái tên mình chốt theo cái tên để trên màn hình ha. Cánh sáp dày, hoa cực kỳ thơm luôn. Cây này anh chị mình trồng thuần, thay chậu đó mình trồng lại thuần vườn khỏe mạnh, cây còn cao còn to hơn nữa và một chùm nó lực, nó nở phải 7 bông 8 bông rất là mê.
Ok, vừa rồi vừa em nó nở đó chị, mình thấy hình rất là đẹp luôn ha. Rồi hai chậu duy nhất thôi 150.000 chốt liền cho em mini tím cánh sáp hoặc là cherry sunshine ha. Chỉ 150.000, còn đúng một chậu nụ và một chậu hàng lá. Nhanh tay chốt trước thì em chừa chậu nụ cho mình ha, còn lại anh chị mình lấy giống chơi mình trồng chậu hàng lá cho em ha. Rồi em có cây cây Glory of Love nó nở cho anh chị mình ngắm. Ở cây em trồng chậu thuần ở vườn, cây to đẹp như thế này ha, ở rễ nè, ở lấy mẫu cho anh chị mình để anh chị mình xem. Cây anh chị mình trồng thuần ở vườn, lực hoa sẽ rất là to, màu sẽ rất là đậm đà. Cây này khuôn hoa tròn ủng rất là đẹp ha, khuôn hoa size này hiểu khoảng tầm 10 đến 11 cm thôi. Tại hoa 10 cm là được đưa vào cách lớn rồi, cho nên là gọi chung đó là cách lớn nha anh chị, hoa to nha, 10 cm là hoa to rồi. Đó mà hồng cưng ha. Em có chậu chia sẻ cho anh chị mình size chậu phi 16 ha, giá là 180.000, anh chị mình hãy chốt cho em là mã A19. A19 ha, rất là đẹp luôn. Cây này chậu mẫu cho nên là sẽ giá khác ha. Em chia sẻ cho anh chị mình chậu nhỏ hơn chậu mẫu này, giá là 180.000, mã A19 cho em. Rồi anh chị mình xem clip của em, mình thích mẫu hoa nào thì mình cứ chụp màn hình mẫu hoa mình gửi qua Zalo, hoặc là mình ghi lại mã số, mình nhắn tin hoặc gọi điện trực tiếp qua số điện thoại 0933 12442, em có để trên màn hình, anh chị mình liên hệ trực tiếp với mình đặt hàng ha. Rồi em cảm ơn tất cả cô chú anh chị mình đã dành thời gian để xem clip của em, mà em cảm ơn và xin chào tạm biệt ạ.